Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ngọc Khánh chuyên Robo. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta lại gặp nhau với em hàng hàng xóm nhà tôi. Này hàng này, anh có nghe lời em, anh hát, anh cũng tập hát, anh hát theo như lời em dặn. Thế nhưng mà vợ anh làm luôn cho câu, bảo anh ấy sao anh hát to rồi mà sao đứa ông ổng ổng ra. Thế bây giờ anh hát thử câu em nghe em xem là như thế nào nào. Thôi bây giờ hát mà mở ra hát nó mọi người cười chết. Chỉ biết là anh quan sát thấy trong quá trình em hát ấy, đấy thì cái vấn đề em nhả chữ nó rất là tốt, cái vấn đề em cầm cái micro lúc thì gần lúc thì xa mà giọng nó vẫn rất là ngân nga. Thế thì anh cũng rất là thắc mắc là tại sao lúc nào thì cầm gần, lúc nào thì cầm xa để cho cái giọng của mình nó được như thế. Em có thể chia sẻ cùng với anh, cùng với tất cả khách hàng của anh được không? Xin chào tất cả mọi người, và ngày hôm nay em cũng rất là vui khi được lại được sang đây được hát dàn karaoke của anh Khánh. Thế thì em cũng xin chia sẻ với mọi người là em cũng đi bản thân em khi đi hát karaoke vui vẻ cùng với mọi người rất nhiều. Thế thì mọi người có một cái mình thấy đặc điểm của tất cả những các anh các chị khi mà sử dụng micro thì hát ấy, thì mọi người chưa biết cách sử dụng. Cái micro này của anh rất hay. Tại sao em hát thì ok nhưng mà bà xã nhà anh nói rằng là anh hát thì nó cứ ống ngỏng lên. Thì Đúng hôm trước rồi. em cũng có chia sẻ với tất cả mọi người là khi chúng ta hát chúng ta phải mở khẩu hình đúng không ạ? Nhả chữ mở khẩu hình và hát nó phải hết câu đúng không ạ? Nhưng mà mọi người phải lưu ý một điều đó là khi mà đến cái đoạn cao trào lên cao ấy đó, thì ta phải biết làm chủ cái micro này. Ta phải biết cầm cái micro. Thì nhiều người cầm cái micro mà cứ bịt cái đầu như này. Đấy, cứ thế này này, cầm này hát. Thì bản thân khi mà họ bắt cái tiếng của mình vào nó cũng sẽ không được chuẩn rồi. Và nó gây rú cho âm ly, cho loa. Đó. Cái thứ hai là khi mà chúng ta hát thì đến cái đoạn nốt lên cao thì chúng ta đưa mic ra xa. Đưa mic ra xa. Ví dụ như là mùa xuân. Đấy. Chữ xuân phải xa ra một chút chứ không phải mùa xuân đấy, mọi người cứ hát cái kiểu như vậy, cái mic cứ như vậy ạ. À. Đấy, tại sao ta phải đưa cái mic xa dần ra đấy, thì cái tiếng của người ta nó mới mềm ra được, và đặc biệt là nó không không bị người nghe không bị chói tai, không bị Đúng cảm rồi. giác khó chịu đấy. Thảo nào anh thấy là bản thân mình hát thế thôi, nhiều lúc mình cảm thấy cái tiếng micro của mình hình như là nó bị vỡ, nó bị rè. Dạ. Thì hóa ra những cái lúc mà mình cần lên cái lên cao trào, tức là cái hơi của mình nó có lẽ là nó cũng mạnh mẽ hơn nhỉ, Đúng rồi. thì mình nên đưa cái mic ra xa một chút. Nhưng mà đưa ra xa quá liệu nó cũng không mắc không? Em nghĩ là tùy từng đời mic, có những cái mic thì ra đến đây nó đã không còn nữa rồi. Nhưng cái mic của anh em nói như thế này đây mà vẫn bắt rất là tốt. Đấy, thì tức là tùy những loại mic rồi anh. Có những loại mic thì phải dí sát mồm mà như thế này thì nó mới ra tiếng. Thì có những mic thì chị anh như Phương Thanh hay các ca sĩ Phương Thanh hay ca sĩ lớn ấy, người ta tập thế này. Đấy, với Đàm Vĩ Hưng là cứ thế này. Đấy, thì cái bản thân cái mic của người ta rất là tốt rồi, nó phải bắt tốt. Và cái thứ hai là người ta xử lý kỹ thuật đấy anh thấy, khi mà đấy là gọi là xử lý kỹ thuật thanh nhạc đấy, người hát học người học phải thanh nhạc, không những chỉ biết nhả chữ, biết lấy hơi, biết hát đúng nốt nhạc mà phải biết làm chủ cái micro đấy, phải biết lúc nào ta cần xa ra và lúc nào ta cần lại gần. Ví dụ những cái ca khúc mà nó trầm lắng, nó cần cái sự lắng động thì ta cho sát mic vào để thể hiện cái tâm hồn, cái sự lắng động. Và khi nào đoạn cao trào lên cao ta đẩy mic xa ra một tí, một chút xíu. Anh hiểu ý em không ạ? Thưa đây mà xem nào, nếu mà thế bình thường thì anh hay cầm như này đúng không, xong đến lúc đưa xa, lúc nào cao trào đến thì mình có thể đưa xa ra một chút. Rồi. Rồi, ok, đây Vâng. là một cái kiến thức rất là đáng quý. Thưa các bạn, như em Hằng đã trao đổi với chúng ta, và chắc là cái kinh nghiệm này các bạn cũng đã từng phát hiện ra nhưng mà chúng ta chưa đúc rút lại được nó thành một quy luật, đó là trong quá trình chúng ta thể hiện một cái bài hát thì với những cái ra những cái đoạn mà nó chậm rãi, nó thì thầm, nó nhẹ nhàng thì chúng ta sẽ để cái mic rất là gần. Thế nhưng đến những cái đoạn mà chúng ta
cao trào lên, hăng máu lên. Đấy thì chúng ta sẽ đưa cái mic nó xa ra một chút, phải không? Đấy thì các bạn sẽ tránh được cái hiện tượng là bị vỡ tiếng khi mà chúng ta đưa mic lại gần miệng của mình quá. À, cá biệt là đối với những cái loại mic mà nó xử lý âm thanh không được tốt lắm ở cái giải trầm. Ở trên tay tôi thì là một chiếc FM58, thì đây là một chiếc mic có thể nói rằng huyền thoại của hãng Shure, thì không nói làm gì, không thể nào mà bị vỡ được khi mà chúng ta đưa đến cái kể cả cao trào các bạn đưa lại gần không vỡ được. Nhưng nếu như mà trên tay tôi là một chiếc mic thông thường như thế này thì chắc chắn rằng khi mà chúng ta đưa để mic ở gần mà chúng ta lên cao trào vỡ tiếng là chắc cảm thấy rè rè như loa rè luôn, đúng nào? Đúng rồi. Rồi thế còn cái bí quyết gì nữa không em? Em nghĩ rằng là đây là một quá trình luyện tập đấy anh, cũng có rất là nhiều bí quyết. Bí quyết thứ hai đó là khi mà chúng ta hát như vậy thì chúng ta phải chuẩn bị một cái tâm thế, một cái hơi thật là tốt. Cái cách lấy hơi. Rồi em thấy rằng là đa số nhiều người hát karaoke họ nhả chữ lấy hơi không có đúng. Thế thành ra là nó không hay là đúng thôi. Ví dụ như là hát một bài hát mà chưa hết nó chưa gian hết bài mà đã đóng miệng vào rồi. Đấy là cái kỹ thuật đóng mở khẩu hình. Đấy, ví dụ như là em ơi Hà Nội phố. Đấy mọi người cứ hay đóng miệng như thế rất là sớm. Thay vì như vậy ta phải hát là em ơi Hà Nội phố. Đấy, mở cái miệng ra. Ta còn em, chứ không phải là ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sương. Anh nghe có khác không ạ? Ừ. Đó. Thì ra là như thế. Nên rất nhiều các anh các chị khi hát karaoke là vướng phải cái khuyết điểm đó, và đấy là cái lỗi đó mà mọi người đó là thành thói quen. Mọi người thành thói quen và mọi người cần phải sửa. Ta phải mở miệng cho đến hết câu hát, mở miệng cho đến hết cái độ ngân của cái từ nốt nhạc đó thì mới thể hiện được cảm xúc của bài hát. Có lẽ là trăm nghe không bằng một thấy. Em có thể lựa chọn cho anh một cái bài hát mà cái kỹ thuật này được thể hiện một cách rõ ràng nhất để anh và khách hàng của anh cùng theo dõi, cùng nghiên cứu, cùng phát hiện để chúng ta cùng rút kinh nghiệm khi mà chúng ta đón chữ, phải không ạ? Được không em? À, chắc chắn rồi, bởi vì em sang bên đây với anh không những vì tìm hiểu về loa, tìm hiểu về âm ly, và còn đặc biệt là rất là thích hát bộ karaoke của anh. Và xin tặng mọi người một ca khúc, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng, ca khúc với tựa đề là Mùa Xuân Bên Cửa Sổ. Ok, nào xin mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đơn sơ và ấm nồng tình yêu.